Xin chào các bạn đã quay trở lại với clip ngày hôm nay của Tây Ba Lô Tài Xỉu. Ngày hôm nay Tây Ba Lô Tài Xỉu lại tiếp tục đưa mọi người đi chinh chiến trên con game Tài Xỉu Xích Bo để xem ngày hôm nay cầu kèo của nó đi như thế nào. Mà cũng căn bản là vào trong cái con game Xích Bo này, mọi người cũng không cần phải quá quan tâm về cái cầu kèo của nó, mà mọi người hãy quan tâm cho tôi về các con số là cái thứ nhất và các cặp xúc xắc là cái thứ hai. Bởi vì là đánh trong hai những cái cặp xúc xắc như này là dễ nhất rồi. Đấy, những cái cặp xúc xắc trong này và những cái con số là dễ nhất rồi. Đấy, mọi người chỉ cần quan tâm là ví dụ như kiểu là mọi người dự đoán là nó sẽ ra con tài hoặc là ra con xỉu này. Ví dụ ra con 12, 13, 14 hay là ra con 9, 10 gì đấy. Đấy, vân vân và mây mây hoặc là các cặp xúc xắc ví dụ như kiểu là 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 5 gì đấy, vân vân và mây mây. Đấy thì ngày hôm nay Tây Ba Lô Tài Xỉu sẽ đưa mọi người một cái mẹo giúp mọi người có thể chiến thắng được cái con game Tài Xỉu Xích Bo này nhá. Đấy thì bây giờ sẽ vào luôn tay đầu tiên này. Ngày hôm nay Tây Ba Lô Tài Xỉu sẽ mang vào đây 15M, thì ở đây nó ra cặp 345 rồi à. Thì phần này sẽ theo cặp 14 này. 2M, 23 2M, 26 2M và 352M nhé. Đó, 14, 23, 26 và 35. Để xem là nó sẽ về cặp nào không nhé. Ui rồi, nghe vẻ là khá là chênh vênh cả nhà. Nghe vẻ là khá là chênh vênh. Ở đây thì tay đầu tiên thì là đã bị gãy rồi. Thì bây giờ Tây Ba Lô sẽ vào lấy một tay. Ở đây là ra con xỉu 7 à. 7 mà phát này là nó đang chạy theo cầu 11. Thì phần này Tây Ba Lô sẽ nghĩ là nó sẽ chạy sang con tài. Tài thì ở đây là nó ra 13, 12 rồi. Tay này Tây Ba Lô sẽ dự đoán nó sẽ ra con tài 11. Tài 11 thường thường là nó sẽ ra 14 hoặc là 23. Có khi là 14 hoặc 23. Thế nên là Tây Ba Lô sẽ chia ra. Chia ra nhé cả nhà nhé. Chia ra 14 hoặc là 23 đúng không? Đây. Đấy thì trong cái tay này thì Tây Ba Lô sẽ vào lấy là 14 và 23 nào. Đó, ok chưa cả nhà? Vẫn ra cặp 23 nhá. Vẫn ra cặp 23, ở đây là Tây Ba Lô đã thành công bú lại về đây là 23M. Nghĩa là Tây Ba Lô hiện tại đã dương ra ở đây là 8M rồi. Bạn thấy ok chưa? Từ 15 lên 23M chỉ trong vòng một tay ăn duy nhất. Rồi. Ở trong cái con game Xích Bo này, các bạn đã xác định vào chơi ấy, thì các bạn phải gọi là học được cho mình một cái mẹo. Mẹo hay đánh Xích Bo. Nếu không là các bạn cứ vào các bạn đánh bừa vào là rất khó để chiến thắng được cái con game Xích Bo này nhá. Đấy, ngày hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người cái mẹo như này. Thì mọi người thấy hay thì mọi người học theo thôi đúng không? Nào tiếp tục tay tiếp theo. Thì ở đây Tây Ba Lô sẽ bắt theo cặp 325 này. 25 này, 35 này, 34 và 36 nha cả nhà nhá. 35, ok, lại tiếp tục thành công bú thêm cặp 35 nữa. Đó. Thế là Tây Ba Lô lại thành công bú thêm ở đây lên là 29M, tức là đang dương ra 14M rồi. Đấy, quá là ok. Thì trong 3 cái tay vừa rồi thì Tây Ba Lô đã vào ăn được 2 tay và đã bú ngay được ở đây là 13, 14M rồi. Anh em thấy rực rỡ chưa? Tiếp tục này, tiếp tục ở đây là nó ra con 13 và nó ra là con xúc xắc là 355. Đấy. Lại tiếp tục nhá. Tiếp tục thì tay này thì Tây Ba Lô nghĩ là nó sẽ ra thêm một là cặp 23 này. 14 này. Hoặc là 16 cũng như là 46 nha cả nhà nhá. Đấy. 14, 16, 23 và 46 sẽ là những cái con số mà Tây Ba Lô chọn trong cái phiên này. Ôi, nó lại ra 34 ạ. Nó lại ra 34 thì hiện tại là Tây Ba Lô lại chỉ còn cái số dương ra ở đây là 6M thôi.
sẽ làm lại ở trong tay tiếp theo. Ở đây ra con 10. Tay ba lô sẽ đặt lại ở trong các ô vừa rồi là ra 14, 16, 23 và 46. Phát này mà nó ra 146, nghĩa là ra được con tài 11 thì tay ba lô sẽ bú đẫm luôn. Hy vọng là vậy, bởi vì là tay ba lô đang dự đoán là nó sẽ ra con tài 11 phát này và nó sẽ ra là 146 hoặc là 236 cả nhà nhá. Chờ xem là kết quả có đúng không. Nếu mà nó mà ra 335 thì khả năng tay ba lô chắc là ngất xỉu ở trong cái tay này mất thôi. Tuy nhiên là khi áp dụng cái mẹo này thì tỷ lệ thắng rất là cao luôn, anh em không cần phải lo lắng về cái mẹo mà tôi đưa lên cho anh em, bởi vì những cái clip trước mọi người cũng đã thấy được cái đẳng cấp của tay ba lô đánh tài xỉu rồi đúng không? Nào, 146, 346 và tay ba lô lại thành công bú được ở tay tiếp theo. Ở đây là ra con 46, là hiện tại tay ba lô đã dương ra được là 11M. Khả năng là tay ba lô ngày hôm nay là chấp nhận là ăn được cái số tiền lãi là lên đến là 11M thôi cả nhà. Bởi vì là tay ba lô cũng đã nói sẵn rồi, khi mà vào đây chơi, tay ba lô đã đặt ra cho mình một cái mục tiêu chiến thắng là từ 5 cho đến 10M, mà ngày hôm nay ăn được lên con số là 11M cũng đã gọi là thành công rồi. Mỗi ngày vào đây kiếm 11M thì một tháng nhân lên các bạn có thể kiếm được là mấy trăm M một trong vòng một tháng thì cũng gọi là rất là cao rồi, có của ăn của để rồi đúng không? Đấy, thì trong cái clip ngày hôm nay các bạn thấy Tây Ba Lô vào cho các bạn những cái mẹo hay như vậy, thì mọi người thấy clip này hay thì cho Tây Ba Lô xin một like, một share và một subscribe để cho Tây có động lực hàng ngày Tây tiếp tục lên cho mọi người những cái công thức cũng như là những cái mẹo bắt cầu con game Xích Bo này cả nhà nhé. Còn bây giờ chắc là Tây Ba Lô, khả năng là Tây Ba Lô sẽ kết thúc video tại đây thôi. Thì cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và theo dõi Tây Ba Lô. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người thân yêu, tất cả những anh chị em bạn bè thân yêu của Tây Ba Lô ở những clip tiếp theo. Bye bye mọi người nhé.